Kính chào các bạn ngày hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin khối tài sản hàng trăm tỷ mới chỉ là bề nổi của Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam. Ông Nguyễn Hòa Bình sẽ vào Bộ Chính trị Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp tới. Đây là một câu hỏi được đặt ra. Và có lẽ giải pháp an toàn nhất cho cái ghế của ông Nguyễn Hòa Bình trong vụ án Hồ Duy Hải là ông và Hội đồng Giám đốc thẩm sẽ hủy bản án đã có hiệu lực pháp luật và cho điều tra xét xử lại theo thẩm quyền, để trước mắt kéo dài thời gian chờ qua Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp tới. Được biết, cửa vào Bộ Chính trị của ông Nguyễn Hòa Bình khá rộng và vụ án Hồ Duy Hải là ải thứ nhất mà ông Nguyễn Hòa Bình phải vượt qua. Nhưng cho dù ông Nguyễn Hòa Bình vượt qua được ải thứ nhất thì vẫn còn ải thứ hai phải vượt qua, đó là những vấn đề liên quan đến dự án bất động sản giá trị hàng nghìn tỷ đồng của con trai ông là Nguyễn Tuấn Anh, cộng thêm khối tài sản khổng lồ của gia đình ông Bình sở hữu tại thủ đô Hà Nội hiện nay. Đó là chưa kể bà Phùng Nhật Hà, vợ của ông Bình, đang bị dư luận liên quan đến những phi vụ làm ăn và chạy án. Và để xác minh những khuất tất về khối tài sản khổng lồ của gia đình và gia tộc ông Nguyễn Hòa Bình, thì không biết ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ giao cho cơ quan nào thanh tra và kiểm tra. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì liên quan tới vụ Đường Nhuệ. Còn Thủ tướng Chính phủ thì liệu có dám đụng vào đương kim chánh án Tòa án Nhân dân tối cao này hay không? Rất nan giải. Điểm bặt hàng loạt căn nhà mặt tiền, biệt thự, căn hộ cao cấp của gia đình chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tại Hà Nội. Chưa tính tới những bất động sản hàng trăm hectare đất chiếm được của dân nghèo tại quê nhà Quảng Ngãi. Chỉ tính những bất động sản tại nội thành Hà Nội, gia đình ông Viện trưởng Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Nguyễn Hòa Bình đang sở hữu sơ sơ cũng tới 8 căn nhà mặt tiền, biệt thự và căn hộ cao cấp, cụ thể như sau. Thứ nhất là căn nhà mặt tiền 3 tầng tại đường Giải Phóng. Đây là hình ảnh sổ đỏ số AD585275 của Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai cấp cho ông Nguyễn Hòa Bình vào ngày 30 tháng 12 năm 2005. Căn nhà mặt tiền 3 tầng lầu tại số 1307 đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội là nơi ông Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình và gia đình ông đăng ký hộ khẩu thường trú. Vào năm 2007, sau khi được phong hàm Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, ông đã xây dựng trái phép căn nhà 3 tầng tại địa điểm trên. Theo chứng thư thẩm định số 1305-1743-TC vào ngày 24 tháng 5 năm 2014 của Công ty Tư vấn và Thẩm định, định giá Sao Mộc, mảnh đất này không tính giá trị căn nhà vì xây dựng trái phép trị giá 22,5 tỷ đồng. Đây là hình ảnh trích thư thẩm định giá số 1305-1743-TC vào ngày 24 tháng 5 năm 2014 của Công ty Sao Mộc. Mảnh đất này không tính giá trị căn nhà vì xây dựng trái phép có giá 22,5 tỷ đồng. Đây là giá thời điểm năm 2014. Đến nay sau 6 năm chắc chắn giá trị còn cao hơn nhiều lần. Chứng thư ghi rõ căn nhà số 1307 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tổng diện tích là 192,8m², diện tích sàn xây dựng là 219m², cấu kết bê tông cốt thép, chỉ riêng giá trị đất đã là 22,5 tỷ đồng. Thứ hai là căn biệt thự tại Vinhomes River số BL0902. Đây là hình ảnh căn biệt thự ông Nguyễn Hòa Bình mua vào thời điểm tháng 5 năm 2013 với giá 21,8 tỷ đồng. Ngày 7 tháng 5 năm 2013, theo biên bản hợp đồng của ông Nguyễn Hòa Bình và bà Phùng Thị Nhật Hà đã mua căn biệt thự số BL0902 đường Bằng Lăng 9 trên nền đất rộng 5.000m² tại khu Vinhome Reserve với giá 21,8 tỷ đồng. Sau đó chi thêm hàng chục tỷ đồng vào việc tôn tạo, sửa chữa và chuyển về cư ngụ tại đây. Đây là hình ảnh bản thiết kế 3D của căn biệt thự nguy nga và tráng lệ này. Một góc sân vườn chẳng khác gì thiên đường mà nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được qua người dân bản xứ Quảng này. Và đây là hình ảnh mặt tiền căn biệt thự bề thế sau khi hoàn chỉnh thêm hàng chục tỷ đồng. Và tiếp theo, đây là hình ảnh bà Phùng Nhật Hà và ông Nguyễn Hòa Bình vào một góc sân vườn của căn biệt thự này. Còn đây là ảnh cơ man là đồ cổ, tranh quý hiếm, chất đống trong một góc căn biệt thự. Bà Phùng Nhật Hà đã từng thách đố khách dự tiệc với tổng giá trị của các món đồ cổ này, nhưng không ai trả lời được. Cuối cùng được bà Hà bật mí lên tới hàng trăm tỷ đồng. Bạn bè thân thiết được fan tái mặt, theo như thông tin nội bộ tiết lộ. Còn đây là hình ảnh tiếp theo, chụp bảng tính phí dịch vụ của công ty Vinhomes ghi tên người trả tiền là bà Phùng Nhật Hà và ông Nguyễn Hòa Bình.
Chỉ riêng một tháng 11 năm 2014, phí là 10,1 triệu đồng cho căn biệt thự số BL0902 này. Như vậy, có lẽ tiền lương công chức của ông chánh án Nguyễn Hòa Bình chỉ đủ trang phải chi phí phát sinh hàng tháng cho căn biệt thự này mà thôi. Đây là hình ảnh căn biệt thự Vinhome Rivers số AD0158 tại đường Hoa Anh Đào, trị giá phần thô đã là 13 tỷ đồng, do cậu quý tử sinh năm 1990 Nguyễn Việt Anh, con trai ông Nguyễn Hòa Bình và bà Phùng Nhật Hà. Cùng ngày ký hợp đồng căn biệt thự BL0902 nêu trên, ông Nguyễn Hòa Bình cũng đầu tư cho cậu quý tử Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1990, căn biệt thự số AD0158 tại đường Hoa Anh Đào trên nền đất rộng 305m2 với tổng giá trị 13 tỷ đồng theo bản hợp đồng AD0158 ký vào ngày 7 tháng 5 năm 2013. Căn biệt thự này cũng tốn thêm hàng chục tỷ đồng nữa của ông Nguyễn Hòa Bình cho chi phí sửa chữa, hoàn thiện và trang trí nội thất. Căn biệt thự Vinhomes Reserve số HP0833, Nguyễn Tuấn Anh là con trai chánh án Nguyễn Hòa Bình, có vợ là Hoàng Minh Thủy, con gái là họa sĩ Hoàng Đăng Định. Cặp vợ chồng này đứng tên rất nhiều nhà, đất có giá trị vài chục tỷ đồng, về bản chất đều là tài sản của chánh án Nguyễn Hòa Bình mà thôi. Đây là hình ảnh căn biệt thự tại số HP0833 đường Hoa Phượng 8 cũng nằm trong khu Vinhome thuộc sở hữu của Nguyễn Tuấn Anh và Hoàng Minh Thủy, vừa được mua vào ngày 19 tháng 11 năm 2014 trên nền đất rộng 430m2 với giá trị 18,9 tỷ đồng, hiện đang trong giai đoạn thiết kế. Và tiếp theo là căn biệt thự Vinhome số HS0629. Và hình ảnh bản thiết kế phòng ngủ căn biệt thự số HS0629 trị giá 19,9 tỷ đồng do Nguyễn Tuấn Anh trả ơn cho gia đình nhạc phụ là họa sĩ Hoàng Đăng Định. Cũng có hiếu không khác gì Vũ Chí Hùng, con rể Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tháng 12 năm 2014 vừa qua, Nguyễn Tuấn Anh đã trả ơn kèm biệt miệng gia đình bên vợ vì đã đứng tên giúp hàng loạt doanh nghiệp ma bằng căn biệt thự số HS0629 trên lô đất rộng 266m2, tọa lạc tại đường Hoa Sữa 6, khu Vinhome, với giá 19,9 tỷ đồng. Hiện nay, Nguyễn Tuấn Anh cũng đã đổ thêm kinh phí 1,6 tỷ đồng nữa để đẩy mạnh các đoạn hoàn thiện. Vợ chồng họa sĩ Hoàng Đăng Định và Nguyễn Thị Hằng đang chuẩn bị rời khu Láng Thượng để về hưởng thụ cuộc sống gần nhà xui ra viện trưởng Nguyễn Hòa Bình. Đây là hình ảnh bản thiết kế phòng khách đặc biệt biệt thự số HS0629 trị giá 19,9 tỷ đồng do Nguyễn Tuấn Anh trả ơn gia đình nhạc phụ họa sĩ Hoàng Đăng Định. Căn E01 dự án khu nhà ở thấp tầng số 15 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Đây là hình ảnh trích hợp đồng Hoàng Minh Thủy đứng tên mua căn hộ E01 với giá 10,8 tỷ đồng. Căn nhà số E01 thuộc dự án khu nhà thấp tầng số 15 ngõ 91 phố Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội do công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phú Điền là chủ đầu tư, được con dâu ông viện trưởng Nguyễn Hòa Bình là Hoàng Minh Thủy đứng tên mua vào ngày 4 tháng 11 năm 2013. Diện tích đất là 94,88m2, tổng diện tích sàn là 428,9m2 với giá trị 10,8 tỷ đồng. Đây là hình ảnh tiếp theo là căn nhà số E01 do Hoàng Minh Thủy đứng tên, được công ty thiết kế More Home số 19 Nguyễn Sắc Phong, Kéo Dài, Cầu Giấy, Hà Nội thiết kế lại nội thất. Căn hộ 1411 Vinhome Center Hà Nội. Đây là hình ảnh căn hộ sổ đỏ số 1411 tại khu căn hộ cao cấp Vincom Center của vợ chồng Nguyễn Tuấn Anh. Căn hộ số 1411 tại khu căn hộ cao cấp Vinhome Center số 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội được Nguyễn Tuấn Anh mua vào ngày 17 tháng 5 năm 2009 với giá 6,7 tỷ đồng. Hiện căn hộ đang được vợ chồng Nguyễn Tuấn Anh cho nước ngoài thuê với giá 52 triệu đồng một tháng. Căn hộ C25.3 ở tầng 25 tòa nhà TC1 Vinmeco. Đây là hình ảnh trích sổ đỏ căn hộ cao cấp C25.3 tầng 25 tòa tháp CT1 Vinmecom của vợ chồng Nguyễn Tuấn Anh. Vẫn chưa hết, vợ chồng Nguyễn Tuấn Anh và Hoàng Minh Thủy còn sở hữu căn hộ cao cấp số C25.3 ở tầng 25 tòa nhà CT1 Vinmecom Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội có diện tích 143,82m2. Như vậy, thống kê cho thấy tài sản của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình, viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng là khủng khiếp, không thua kém mấy so với gia đình của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
hai cha con ông Nguyễn Hòa Bình còn chiếm đoạt đất và nhà của bà con nghèo Quảng Ngãi để làm hai dự án lên đến gần 1.500 tỷ đồng. Sự việc này sẽ được trình bày trong các chương trình tiếp theo. Và lòng tham của ông Bình là vô hạn, cơ man nào là đất đai như thế nhưng vẫn bằng mọi thủ đoạn gian trá để vơ vét cho mình hàng loạt biệt thự và căn hộ cao cấp như độc giả vừa thấy. Chỉ mới cộng sơ các giá trị căn biệt thự và căn hộ cao cấp tại nội thành Hà Nội đã lên đến hàng trăm tỷ đồng, chưa tính tới đại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh hay tính bao nhiêu là đồ cổ, kim cương và đô la giấu trong nhà và gửi khắp nơi, chưa tính đến những cổ phiếu tại các ngân hàng và các tập đoàn, chưa tính đến những khu đất vàng tại Hà Nội nấp dưới danh nghĩa các doanh nghiệp của con trai Nguyễn Tuấn Anh. Bản thân cả gia đình ông Nguyễn Hòa Bình đều là đảng viên, công chức nhà nước, con thì vừa mới ra trường, người thì đang còn đi học, nhưng nếu tính sơ về tài sản bất động sản tại thành phố Hà Nội đã lên tới hàng trăm tỷ đồng như thế, có lẽ các bạn tự biết được tay và kể cả con người của ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã nhúng chàm như thế nào. Mà theo cách nói của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng tuyên bố hùng hồn thì chống tham nhũng không có vùng cấm. Vậy liệu ông Nguyễn Phú Trọng có làm được điều này hay không? Hay chính ông cũng bất lực buông xuôi? Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu các diễn biến và làm rõ những điều sắp tới diễn ra trong chính trường của Việt Nam để phục vụ các bạn. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và các bạn vừa xem bản tin Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2020 với bản tin khối tài sản hàng trăm tỷ mới chỉ là bề nổi của ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới và hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, chào các bạn.